Hello, thân chào các bạn. Hello everyone. Today, bà xã làm bánh pizza với bốn thứ thịt lận. Đây là bốn thứ thịt đây. Hậu nói cái tên này ra coi. What is this one? Ham. Black forest ham. Black forest ham. That's thịt nguội. Này là pepperoni và cái này salami. Okay, pepper salami, different kind of salami. Or this one, bốn loại thịt salami. Rồi bà xã bây giờ sẽ là okay. And quá đẹp. Đó, bây giờ mình nướng nè các bạn. Kéo bên lấy từ bên đây. Mở nắp ra thì cứ rồi. Đó, ok. Đó. Chín rồi đó các bạn. Đó. Ok, close it cái cục. Đây bây giờ bánh đã chín rồi các bạn. Phía sau hơi ồn tại vì đang nướng cái bánh khác. Rồi bây giờ mình ăn nha. Thứ hết là mình ra. Hậu cắt rồi hậu.
Đó. Họ có tin tưởng hay là
cái loại vaccine của tụi ta với tụi Nga. Cuối tuần là ngày mai là ngày thứ sáu rồi. Bye bye.